Tại Hà Nội, Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam dành cho phóng viên biên tập các cơ quan thông tấn báo chí năm 2015. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa nhấn mạnh, trải qua gần 6 năm thực hiện, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã có những kết quả đáng khích lệ. Có được kết quả trên, không thể không kể đến đóng góp của lực lượng phóng viên báo chí của các cơ quan truyền thông từ trung ương đến địa phương. Tại hội nghị tập huấn lần này, các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề, đánh giá hiệu quả của cuộc vận động sau 6 năm triển khai, định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, chia sẻ của các nhà quản lý trong nước và các doanh nghiệp để các phóng viên, nhà báo có cái nhìn rõ nét hơn về cuộc vận động. Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả của cuộc vận động và đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động, thông tin tuyên truyền vẫn sẽ là một trong những hoạt động chính. Theo đó sẽ tập trung vào các hoạt động như đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, vận động để người tiêu dùng trong nước biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, thực hiện cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa Việt Nam không chỉ tại thị trường trong nước mà còn từng bước vươn ra khu vực và thế giới.